cách chiên khoai tây cho giòn. Dụng cụ chúng ta gồm có khoai tây, dầu ăn, muối, dao lượng sóng, dao bào. Bước 1, bạn dùng dao bào gọt vỏ khoai tây, sau đó sắc miếng. Bạn dùng dao lượng sóng để sắc miếng khoai tây vì chúng sẽ làm cho miếng khoai tây trông đẹp và bắt mắt hơn. Bước 2, ngâm những miếng khoai tây vừa sắc vào thau nước, cho thêm chút muối để giữ độ vàng của khoai tây trong vòng 15 phút. Sau đó, luộc sơ khoai tây với nước đun sôi. Khi miếng khoai tây vừa chín tới, vớt ra để ráo. Bước 3, cho dầu vào chảo, đun sôi dầu. Sau đó, cho những miếng khoai tây vừa luộc vào chảo đang sôi. Đảo đều tay cho đến khi các miếng khoai tây vàng đều thì bạn vớt ra để ráo nhé. Vậy là bạn vừa hoàn thành món khai vị khoai tây chiên giòn tan, thơm vàng rồi đấy. Hãy dùng với một chút tương ớt và sốt mayonnaise để tăng thêm hương vị của món khoai tây.